Đó, đây là cái đại lộ Trần Quốc Toản khi xưa, bây giờ thì có một cái cầu vượt này đang bắc ngang, cầu vượt sắt. Ở đây thì giờ cũng bớt kẹt xe rồi, nhưng mà nói vậy chứ lúc có giờ cao điểm cũng kẹt xe dữ lắm. Đó, bên mé tay phải nhìn xéo là chúng ta sẽ có một cái chợ cá khi xưa, bây giờ thì bỏ rồi, là cái siêu thị Sata rồi, một cái siêu thị khá là lớn. Em xin chào anh chị và các bạn nha. Cũng một khoảng thời gian rồi, hôm nay em mới lại làm một cái video về đường phố Sài Gòn nữa. Thì chúc anh chị và các bạn, cô chú có một ngày thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Bây giờ thì em đang đứng trên đường Nguyễn Tri Phương. Hướng này thì chúng ta đi thẳng ra đại lộ Trần Quốc Toản nè anh chị. Phía trước đang là ngã tư giữa đường Nguyễn Trãi đó với Nguyễn Tri Phương, phía sau là Đại Thế Giới nha, cũng như là cầu Nguyễn Tri Phương. Hôm rồi đến giờ thì cũng khoảng vài tuần rồi, em có công việc gia đình, rồi gia đình đón thêm thành viên mới, cho nên em cũng dành ít thời gian ở nhà để sắp xếp công việc, chăm sóc bé cũng như là gia đình, thành ra là cái công việc quay cái video nó cũng gián đoạn đi chút xíu. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Em đi đang đi trên cái con đường Nguyễn Tri Phương, và phía bên phải đây là con đường cái bệnh viện Nguyễn Tri Phương đây anh chị. Bên mé tay trái là cái chung cư. Chung cư đa số là thấy của người Hoa là nhiều. Khu vực này là quận 5 nha. Đây là trước bệnh viện Nguyễn Tri Phương đây. Và hôm nay thì đi lang thang một chút xíu, dọc theo một số cái tuyến đường để cập nhật cái hình ảnh cũng như là được gặp gỡ anh chị và các bạn trên cái kênh của mình. Đó là một cái niềm vui với lại em. Mấy hôm nay thì trời Sài Gòn cũng mát mẻ lắm. Nè, bây giờ thì tầm khoảng 3 à khoảng 2 giờ chiều, và đường phố thì khá là đông đúc. Ở đây là ngã tư giữa An Dương Vương đây anh chị, quẹo phải chúng ta sẽ xuống chợ An Đông này. Đó, chúng ta đi thẳng qua cái ngã tư này ha. Và buổi chiều hôm nay thì Lovely cũng đi công chuyện một xíu, và sẵn tiện thì làm luôn một cái video để chia sẻ những cái hình ảnh về Sài Gòn, về đường phố. Đó. Ở đây có bán rất là nhiều cái túi ở dọc cái lề đường ha. Và đây là cái ngã tư đường Hùng Vương. Rồi, chúng ta đi thẳng qua luôn ha. Quẹo phải Hùng Vương này á, là một chiều, nhưng mà nếu đi phải, đi quẹo phải xuống thì chúng ta sẽ đi xuống ngay chỗ vòng xoay Lý Thái Tổ đó. Đây, ở đây có rất là nhiều cái chung cư cổ. Đó, bên tay phải của Lovely đây, bên phải của em đây, bên mé tay trái thì chúng ta là có là trường Trung học phổ thông Trần Thoại Nguyên, rất là cổ xưa rồi, với cái bức tường sơn màu vàng. Đó, ở đây là cái cư xá của Nguyễn Tri Phương, phía trước anh chị đang là cái vòng xoay. Đó, vòng xoay chính giữa có một cái bức tượng đứng trên cao đó. Bên tay trái có bán rất nhiều sầu riêng nha. Ở khu vực ngay chỗ vòng xoay này bán sầu riêng nhiều lắm. Vòng xoay này là nơi giao nhau giữa một số đường, như là đường Ngô Gia Tự này, đường Nguyễn Tri Phương ha. Đó, một số con đường như vậy. Rồi chúng ta đi thẳng thì về tới đại lộ 3 tháng 2, khi xưa là đại lộ Trần Quốc Toản đó anh chị. Cũng khá là lâu rồi ha, cũng được vài hơn 2 tuần rồi. Lúc đi không có ra video. Đó, mấy cái vòng xoay thường hay kẹt xe lắm. Đó, ở đây chúng ta có đường Ngô Gia Tự. Nếu chúng ta quẹo phải đi xuống là Ngô Gia Tự đó anh chị. Lúc đi sẽ đi thẳng luôn nha.
nhà cửa san sát, buôn bán sầm uất. Đường Nguyễn Tri Phương bây giờ thì khỏi phải nói rồi anh chị, rất là sầm uất và rất là đắt đỏ nha. Đặc biệt ở đây có hai cái hàng cây rất là thích đó, hàng cây mát mẻ. Giờ ít có con đường ở Sài Gòn giữ được mấy cái hàng cây này ha. Hai bên thì hàng quán ăn rất là nhiều, khu vực ở Nguyễn Tri Phương này là rất là nhiều quán ăn luôn, quán nổi tiếng nhiều lắm. Chè Thái Lan đây là cái ngôi Tân Hưng Long Tự, một cái ngôi đền rất là lâu đời rồi. Nếu mà anh chị lâu rồi chưa về Sài Gòn thì khi mà em đi xe máy như vậy thì có nhiều anh chị sẽ nhận không có ra cái vị trí mà em đi đâu. Bây giờ Sài Gòn nó thay đổi khá là nhiều. Ở đây là cái ngã tư, phía trước là ngã tư đường Vĩnh Viễn, có rất là nhiều người đang bán vỉa hè này, bánh bông lan, trứng muối, trái cây. Đó là những cái đặc sản của Sài Gòn mình đó. Đây đường Vĩnh Viễn đây anh chị, chúng ta quẹo phải đường Vĩnh Viễn này, chúng ta đi xuống đó. Khu vực Ngô Gia Tự, rồi Sư Vận Thạnh rồi đó anh chị. Xoài lắc, bánh tráng trộn, một cái xe đẩy rất là dễ thương luôn. Và đây bên mé tay phải của chúng ta là chợ Nhật Tạo đây anh chị. Đó, người chợ bán rất là nhiều đồ điện tử. Phía trước đó là chúng ta đi ra con đường 3 tháng 2, đại lộ Trần Quốc Toản khi xưa. Khu vực có một cái chợ cá rất là lớn đó. Bây giờ nó là một cái siêu thị Sata. Chúng ta đi thẳng thì có đường Thành Thái. Thì em cũng có một số cái video về cái con đường Thành Thái rồi, cũng rất là chi tiết. Nên là anh chị và các bạn có thể xem lại trên kênh của em ha, kênh Lớp Đi Sài Gòn. Đây là đường Ba Hạt nha. Phở Hoàng, quán phở này chắc cũng nổi tiếng đây. Nên bây giờ thì chúng ta đi ra khu vực đường 3 tháng 2 nè. Đó, đại lộ Trần Quốc Toản phía xưa, quẹo phải thì chúng ta sẽ đi xuống công trường Dân Chủ. Đó, trái thì chúng ta sẽ đi lên khu vực vòng xoay cây gõ. Đó, đây là cái đại lộ Trần Quốc Toản khi xưa, bây giờ thì có một cái cầu vượt này, đang bắt ngang cầu vượt sắt. Ở đây thì giờ cũng bớt kẹt xe rồi, nhưng mà nói vậy chứ lúc có giờ cao điểm cũng kẹt xe dữ lắm. Đó, bên mé tay phải nhìn xéo là chúng ta sẽ có một cái chợ cá khi xưa đó. Bây giờ thì bỏ rồi, là cái siêu thị Sata rồi, một cái siêu thị khá là lớn. Rồi, em gọi phải nha, xin lỗi, em gọi trái nha anh chị. Đó, bên mé tay phải đây là một cái trung tâm của quận này. Đó, chúng ta đang đi dưới cái cầu vượt, đi thẳng hướng này lên cây gọ. Hai bên cây cối xanh xanh cũng nhìn cũng mát, cũng mát ghê anh chị. Ở ban chỉ huy quân sự quận 10 đó, bên mé tay phải của Lớp Ly thì ngay chỗ cái ngã tư mà có chợ cá ngày xưa đó, giờ thành cái ban chỉ huy quân sự quận 10. Ở đây thì bán rất là nhiều cái đồ điện tử cũng như sửa chữa điện thoại nha, trên cái con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản khi xưa đây.
chúng ta đợi đèn đỏ chút xíu à. Đó, anh chị có thể nhìn cái quang cảnh của Sài Gòn mình ngày nay này à, thay đổi rất là nhiều. Đây, hai bên con đường Trần Quốc Hoàn này cũng có những cái hàng cây rất là lớn luôn á. Mà trời mà mưa gió thì đi cũng sợ lắm, nó ngã xuống một cái là nó đè mình luôn. Các quán ăn bây giờ cũng đông đúc quá ha. Nhà cửa san sát nhau rồi, các công ty, các cửa tiệm mọc lên. Đây có người bán, có cô bán mía, vỉa hè, chanh đào. À, hôm nay thì cũng không có nắng lắm à, em đang đi ngược ngược cái hướng nắng à, thành ra là chắc cái video nó cũng không có được rõ nét lắm à, mong anh chị và cô chú thông cảm nha. Rồi chúng ta đang đứng ngay cái chỗ cái con đường Nguyễn Kim, chúng ta quẹo phải Nguyễn Kim này à, xin lỗi chúng ta quẹo trái Nguyễn Kim thì chúng ta sẽ đi vào khu vực những cái con đường Hồng Bàng, đại lộ Lục Tỉnh đó. À, chợ Nguyễn Kim. Sài Gòn à, em cũng chưa có đi hết đâu anh chị, có nhiều cái chưa có khám phá được. Đây là những cái xe bán dừa nước, thốt nốt à, ngày nắng bán rất là được luôn, căm vắt nè. Đó, và chúng ta đang tới cái ngã tư giao lộ đường Lý Thường Kiệt và 3 tháng 2. Lý Thường Kiệt xưa kia nó là Nguyễn Văn Thoại à, vào phải thì chúng ta sẽ đi về Lan Chả Cả nha anh chị, ngã tư Bảy Hiền. Ở trái thì chúng ta sẽ ra đường Hồng Bàng, đại lộ Lục Tỉnh. Đèn đỏ 15, 14, 13 à, đi thẳng hướng này thì chúng ta phía trước đó, chúng ta sẽ đi tới giao lộ đường Lê Đại Hành đó, và Phó Cơ Điều ngay chỗ chợ Thiết đó anh chị. À, lớp Ly sẽ quẹo phải vô đường Lê Đại Hành ha. Rồi dạ, chúc anh chị có một buổi chiều nhiều sức khỏe nha. Xe cộ đông đúc quá. Đường 3 tháng 2 Trần Quốc Hoàn này là một cái con đường cũng mang rất là nhiều cái kỷ niệm với lại anh chị. Đó. Đây cũng là cái con đường mà khi mà lớp đi mới vô Sài Gòn á thì em cũng gọi là nhớ cái con đường này là nhiều nhất. Đường này là một, là đường Cách Mạng Tháng 8 là hai à, xưa kia nó là Lê Văn Duyệt đó anh chị. Đó à, chúng ta sẽ quẹo vào Lê Đại Hành nha. Bên bé tay phải à, ngay chỗ cái Lê Đại Hành này à, có một cái building rất là lớn. Đó, tòa nhà rất là lớn luôn. Đường Lê Đại Hành này đi thẳng chúng ta sẽ tới cái ở khu vực trường Đua Phú Thọ ngày nay nha. Và xưa kia nó là trường trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ ngày nay đó. Ngày xưa nó là một cái trường đua ngựa rất là lớn của khu vực Lục Tỉnh này đó. Mà cô chú anh chị nào mà lớn tuổi chút xíu thì biết cái vị trí ở chỗ cái trường Đua Phú Thọ này ha. Đó, con đường Lê Đại Hành này là một trong những con đường phát triển bậc nhất của Sài Gòn ngày nay á. Nói chung nó cũng sầm uất lắm, đẹp nữa. Đó, hai bên ngay chỗ trước này trồng mấy cái cao kiện rất là đẹp nè. Ở đây thì có nhiều cái xe bán nước, bán đồ ăn vặt.
ở Sài Gòn thì chúng ta dễ nhìn thấy những cái hình ảnh này. Trời, mấy chiếc ô tô lớn lớn này đậu sát bên này, nó chiếm hết đường đi luôn. Đó, bên bên tay phải đây là bắt đầu cái khu vực trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ ngày nay đây anh chị. Ngày xưa nó là một cái trường đua ngựa rất là lớn, bây giờ thì vẫn còn những cái vết tích, và nếu mà anh chị mà nhìn kỹ thì sẽ thấy lớp Ly đi xe máy thì cũng khó để nhìn kỹ lắm. Và ngày xưa thì lớp Ly em có làm một cái video về cái khu vực Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, trường đua Phú Thọ rồi. Trên kênh của em á, anh chị có thể tham khảo cái video đó ha. Đó, bây giờ đang còn những cái cọng với lại ở trên nóc nó có một cái con ngựa rất là lớn ở phía dưới đây này, ngay cái vòng xoay. Đó. Đó, bên vé tay phải của em á thì có một con ngựa đó ở trên cái cổng. Rồi, như vậy là em cũng gửi đến anh chị các bạn một cái đoạn video ngắn về Sài Gòn mình. Rồi, chúc anh chị và các bạn có những cái niềm vui trong những cái ngày gần cuối tuần ha. Em sắp tới cũng sắp xếp thời gian để đi kiếm những cái gì hay chia sẻ cho anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn thật là nhiều niềm vui nha.